Chương 6. Mọi thứ đều là năng lượng. Vũ trụ là năng lượng, cơ thể bạn là năng lượng. Cơ thể là con đường năng lượng, được gọi là đường kinh lạc. Y học Trung Quốc đã chứng minh điều này bằng châm cứu, bằng cách chích cây kim bé xíu vào một bộ phận cơ thể. Nó có thể ảnh hưởng tới các bộ phận khác của cơ thể. Chẳng hạn, một cây kim siêu nhỏ chọc vào một điểm cụ thể trên tay có thể giúp xoa dịu phổi của bạn, hoặc giúp bạn thấy tốt hơn, hoặc giúp bạn giảm bớt đau hông, hoặc thậm chí còn giúp ích cho người nghiện hoặc trầm cảm. Việc châm cứu cũng hoạt động theo cách tương tự. Chẳng hạn, bằng cách ép đai vào dưới ngón cái, bạn có thể xoa bóp phổi và hệ thống tiêu hóa. Độ cứng hoặc tình trạng tê cứng giữa các ngón tay có thể đồng nghĩa với bệnh lý về tim, vân vân, đau tim hoặc xơ vữa động mạch có thể không còn xa. Hãy kích thích đường kinh lạc về tim bằng cách nhấn thật sâu vào bên trong đầu ngón tay và móng. Đó chỉ là vị giác, đỉnh của ngọn núi. Đối với một số người, châm cứu và bấm huyệt không có tác dụng nhiều. Vì sao lại có tác dụng với người này mà không có tác dụng với người khác? Nếu bạn phải đổ xi măng xuống ống nước trong vườn, thì sau đó nước sẽ không thể chảy qua đó nữa. Cơ thể bạn cũng vậy. Nếu bạn canxi hóa cơ thể bằng các loại cặn bã, bạn có thể bị điện giật và có thể bạn cũng không biết việc đó. Các tín hiệu không thể di chuyển tốt trên đường sỏi. Đó là lý do vì sao những người không khỏe thì sẽ không hắt hơi và ho nữa, trong khi người khỏe mạnh lại vậy. Người ta giữ những chất đó lại. Họ nghĩ rằng hắt hơi và ho có nghĩa là bạn đang bệnh. Không phải luôn luôn như vậy. Nếu bạn sạch sẽ và khỏe mạnh và mọi thứ vận hành trơn tru và bạn ngậm một miệng đầy bụi, cơ thể bạn sẽ ho ra ngoài ngay lập tức. Bạn sẽ chảy nước mắt và sổ mũi. Đó là cách mà cơ thể loại bỏ những gì không thuộc về nó. Mọi thứ đều vận hành hoàn hảo. Mặt khác, một người không khỏe sẽ có một cơ thể bị tê liệt và đầy cặn thải. Có thể nó sẽ không chú ý nếu một cái gì đó không tốt đang xảy ra. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người không khỏe thì không ho hay hắt hơi. Họ có làm vậy, nhưng nhiều lần chỉ cố để bỏ những thứ rác thải bên trong cơ thể, chứ không nhất thiết là cái gì đó mới từ bên ngoài. Trở lại việc châm cứu và con đường năng lượng, bạn càng sạch sẽ thì càng nhiều năng lượng có thể chạy trong cơ thể bạn, giống như chạy trên đường cao tốc. Mọi người sẽ làm việc đúng giờ và mọi thứ sẽ được vận chuyển và giao đúng giờ. Mọi thứ đều trao đổi thông tin và sẽ không có tích tụ hay dồn ứ chất độc. Mọi thứ bên ngoài đều là phản chiếu của những gì diễn ra bên trong, và những gì bạn không thể thấy bên trong thì cường độ còn hơn những gì bạn có thể thấy bên ngoài. Có hơn 60 tỷ tế bào làm việc liên tục xử lý hóa chất và thức ăn mà bạn trút uống đó, cùng với suy nghĩ và cảm xúc. Cảm xúc tiêu cực của bạn sẽ bóp nghẹt cuộc sống của bạn khỏi các cơ quan và bộ phận cơ thể, bắt chúng nhịn đói các chất quan trọng cho sự sống gồm có oxy và thức ăn. Tình trạng suy yếu này mời các tế bào tái chế vào và tiếp quản. Một số người gọi những tế bào này là ung thư, nấm candida, ký sinh trùng, virus, các loại nấm, men, cái khuôn, vân vân. Nhưng chúng thực sự là gì? Là rác rưởi, và đến lúc con người phải tái tạo lại cơ thể đang chết dần của mình. Suy nghĩ tiêu cực thì chết, tích cực thì sống. Bạn muốn đi theo hướng nào? Lựa chọn tùy thuộc vào bạn. Loại tín hiệu nào bạn gửi tới các tế bào trong tiềm thức? Di truyền biểu sinh đã chứng minh một cách khoa học rằng suy nghĩ của bạn có thể thay đổi mã gen DNA của bạn. Vì vậy, hãy cẩn thận. Hãy ngừng những suy nghĩ tiêu cực lại. Chúng đang giết chết bạn. Hãy ngăn chặn chúng ngay bây giờ. Chỉ cho phép những suy nghĩ tích cực trong cuộc sống của bạn.
hãy tìm kiếm một cái gì đó, bất kể thứ gì, trước bạn ngay bây giờ để cảm ơn, để trân trọng. Sự tồn tại của bạn phụ thuộc vào đó. Bạn có thể biết tình trạng các cơ quan và chiến trường bên trong bạn chỉ đơn giản bằng cách nhìn vào bên ngoài. Gương mặt, làn da, mái tóc, móng, mắt, biểu hiện gương mặt, mức năng lượng, cường độ tình dục, thị giác, âm thanh, trí nhớ, chất lượng giấc ngủ, mùi và thái độ. Giống như cái cây, những gì ngầm ở bên dưới tạo ra những gì trên mặt đất và quyết định chất lượng quả. Nếu cái cây khô héo cho trái kém, điều đó có nghĩa là có cái gì đó ngầm dưới đất không ổn. Chúng ta cũng vậy, những gì không thể nhìn thấy tạo ra những gì có thể nhìn thấy. Những đường nét trên khuôn mặt bạn sẽ không xuất hiện mà không có lý do. Việc đó không liên quan tới bạn ở trên trái đất này bao nhiêu năm và bạn không thể chỉ đổ lỗi cho stress. Đó là trốn tránh trách nhiệm. Được rồi, vậy loại stress đó là gì? Có thể bạn sẽ nói một cái gì đó, đại loại như nợ nần, cầm cố hoặc vấn đề tiền bạc hoặc do các mối quan hệ. Được rồi, có thể vậy, nhưng nó ảnh hưởng đến bên trong bạn như thế nào và nó tồi tệ đến thế nào? Khoa học hiện đại có thể biết sơ sài thông qua một vài thí nghiệm. Những nếp nhăn, bọng hay nốt sưng phồng trên mặt. Bọng cũng giống như trái hỏng trên cây. Rằng tóc rụng cũng giống như các nhánh phía trên đang khô, yếu và giòn. Bạn cần phải nhìn lại gốc, làm sạch đất, tưới nước, bón phân và gia cố gốc. Bốn cái gốc lớn nhất mà chúng ta cần làm sạch là ruột, gan, thận và trí óc. Tôi biết bạn nghĩ gì và tôi sẽ nói lại lần nữa. Tôi biết bạn muốn có thể sửa chữa nhanh chóng, hời hợt như việc bôi loại kem thần kỳ, uống thuốc, thảo dược, tiêm chích, bắn laser hay quy trình nào đó. Bạn muốn trả tiền cho ai đó, ngồi lên ghế và một giờ sau bạn sẽ được sửa chữa xong và xinh đẹp. Đó không phải là cách mà nó hoạt động. Bây giờ hãy chấp nhận điều đó. Tôi biết sẽ rất khó khăn để hiểu và thấu hiểu rằng làm một việc gì đó mà bạn không thể xem hoặc một việc gì đó mà bạn không thể thấy bên trong, bạn sẽ gây ảnh hưởng bi đát lên vẻ ngoài của bạn. Tôi biết bạn nghĩ rằng trong tất cả các bộ phận cơ thể thì ruột, gan và thận là ít hào nhoáng nhất. Tôi biết là bạn muốn tác động lên tim, não, phổi và bộ phận sinh dục. Xin lỗi mọi người, chứ nếu không có hệ thống vệ sinh tốt thì tất cả các thứ rác rưởi buồn cười đó đều ngừng hoạt động. Về lâu về dài, thợ sửa ống nước còn quan trọng hơn thợ điện. Nếu mất điện, bạn vẫn ổn trong một thời gian, nhưng nếu đường ống tắt và nhà vệ sinh của bạn dồn ứ và rác bắt đầu tràn ra khỏi bồn tắm và ống thoát nước bồn tắm, thì đó thực sự đáng báo động. Những thứ nghe có vẻ gớm ghiếc thì đó chính xác là những gì đang diễn ra trong hơn 95% loài người trong thế giới hiện đại. Cơ thể họ đều đầy rác rưởi độc hại thối rữa, tích tụ và dồn ứ trong ruột, gan, thận, bạch huyết và máu. Đáng ngạc nhiên là cơ thể đó vẫn hoạt động. Điều này bắt đầu xảy ra vào thời điểm mà con người được sinh ra, bắt đầu với các thức ăn thương mại được xử lý dành cho em bé, các sản phẩm sữa, đường, thức ăn chế biến, bột, lúa mì, đậu nành, hóa chất, chất bảo quản và phẩm màu. Thêm vào đó là những chất độc từ môi trường như khói bụi từ các tấm thảm, chất tẩy rửa trong nhà, khí thải xe hơi và máy bay, sản phẩm làm tóc, xà phòng, kem đánh răng, vân vân. Sau đó là khi chúng ta bắt đầu ăn bánh mì, bánh quy, bơ, thịt và đường tinh luyện, các thức ăn chết nấu sẵn, nó sẽ tạo nên mảng bám dính, làm cứng và che phủ bức tường thành trong ruột, động mạch, bạch huyết, bộ não, vân vân. Cơ thể không thể thở, di chuyển, hấp thụ dinh dưỡng hoặc loại bỏ chất thải nữa. Da bắt đầu co lại, chùng ra và chết dần. Và đó là những gì cuốn sách này đang nói về, phải không? Da bên ngoài bạn trông thế nào? Với người khác, bạn trông xinh đẹp như thế nào?
Vậy nên tôi sẽ nói lại, con đường duy nhất đạt tới cái đẹp là hãy dọn dẹp hết rác thải. Đến lúc phải gọi thợ sửa ống nước rồi. Hết chương 6.